Pin ông thường điệp, bộ thủ tục hành chính của chính quyền xã để hết ngay bay, khai quảng giúp mô hình dịch vụ điện tử quá mảng, du lịch thôn giúp quay phù thùng, cấp lái viết lò lang táng, sẽ để khẩu hết quá dự án, khẩu hết viết áo thùng điều kiện, dung dịch vụ hành chính công hoặc cân dân giúp quay phù thùng, tiết dân tộc nổi cần. Dự án để chương trình phát triển Liên Hợp Quốc ký kết đới Sở Nội vụ tỉnh Hà Giang, khẩu hết phải tối mà hành chính, theo đề án số hạ tiếp xúc, văn tham tiếp ích bướn pét, pi thong xe linh thong tiếp ích của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang, mở khai quảng tối mà hành chính, áo thùng chất lượng công vụ, từ pi thong xe linh thong tiếp ích thường pi thong xe linh thong tiếp hạ. Ca linh hành đẩy, lai ti giúp quái phù thùng cân dân, nhất là cân dân tộc nòi cân đẩy hưa vẻ áo thùng điều kiện, dung dịch vụ hành chính công, góp phân men, tối mà hành chính, xây dựng chính quyền số. Hà Giang đã các đàn bài khẩu hiệu chương trình chuyên to số giúp tàn hàm Việt Cốc, hà lệ chính quyền số, kinh tế số, các sóng hồi số. Đảng hàn khai quang tối mã thủ tục hành chính hệ đại lại việc bền lớn. Tại lại lòng chế nhắc đó điều kiện, đẩy cấp dịch vụ công có mạng mức độ tham cấp thi. Hứa cần dần doanh nghiệp hiện ngày, nói về ngân tàu ốc đã lúc hệ chế nhắc. Khuẩn việc toàn hiệu dịch vụ công có mạng của cần dần doanh nghiệp nhàng nòi, sau đôi cách nộp chế nhắc to mừng cấp qua bưu điện. Về lần mà chế nhắc xác nhận tỷ du rút thuần khó của áp bàn thị rột, rốt xã Yên Hà, huyện Quảng Bình, xảy ngay hớn, mi phải bài mà lại bài, hiểu át rồi cho là một việc dùng mã định danh điện tử, tôi hạ sổ chia đó lúc hiện giao dịch. Như cái thủ tục của em ấy, theo nhà trường yêu cầu ấy, thì theo cái luật mới... Mò chế nhắc cô nàng lần lượt trường yêu cầu, lòng luật cư trú mở, từ văn 6S, 4S, vì thọ xì linh thông thiết thám, xe táng hộ khẩu chia, hào xe ao thông tin tì du giúp công an. Nòng xe bay công an xã, sở chia xác nhận tí du rút hồn trung thành xã Yên Hà. Đối sổ hộ khẩu chia có này mì lại thông tin, có từ văn 6S, bướn S, bị thoa xì linh thông thiếp thám. Họ sẽ cầu thông tin tên, văn bướn pí ớt, tí du đã căn cước công dân. Nòng ai sở áo chia xác nhận tí du, lẻ nòng bay buông công an, có biết phải dùng sổ hộ khẩu chia. Hứa hào cần dân, nhớ lại cần dân tông nòi cần, đang hiện lại lòng chia nhắc, đời tì toàn nhân cấp ra kết quả cất xả đè men ngay, ao thường chứng ái của cần dân, đào lúc thường hiện lại lòng chia nhắc rốt xả. Khèn hàn lần chấp cần dân, hiện lại quyền của là lòng quy định của pháp luật, cao ao thường việc quản lý hành chính giúp cơ sở. Này lên nương đã lại việc cốc, vài việc thoát mắc hành chính, tàng tố chính quyền số, công dân số, các sóng hồi số. Cơ sở hạ tầng xa mịt đó giúp phù thùng tì quấy, bà làn dân tộc nòi cần, trang nghi của cần dân nhà khẳng, chỉ lòng hẳn là giao dịch hành chính hiệt có màng vẫn nhàng lấy ăn khẳng. Dự án ao thùng điều kiện chậm đợi dịch vụ hành chính công hoặc cần dân giúp phù thùng tì quấy, bà làn dân tộc nòi cần, đài coi lấy kết hiệt, ao thùng việc đầy chậm, các dùng dịch vụ công có màng của cần dân giúp tỉnh Hà Giang. Nghiên cứu, tham mưu và đề xuất cái sáng kiến là nghiên cứu tham mưu lớn át sáng kiến hứa cần dân tộc nòi cần phổ thường ti quái thảo bừa lại lòng chiến nhắc qua màng này lên nướng đà lại việc tàn ốc là khai quang chuyên tôi xuống giúp tỉnh Hà Giang cần thảo bừa lại lòng chiến nhắc hẳn lệ cán bộ dùng công nghệ thông tin các thường lần trước họ cần dân giúp lại thôn bản khổ mưa hạ tầng cùng mò điều kiện chậm đới vài hứa cần dân thảo bừa lại lòng chiến nhắc giúp thôn bán khèn hàn có việc thảo bừa lại lòng chế nhắc của cần dân tôi lớn cháu ông thùng trần nghỉ của cần dân đào việc thảo bừa lại lòng chế nhắc giúp nửa mang khăn này của bà con thì cũng là tuyên truyền hướng dẫn nâng cao cái nhận thức của người dân trong việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử hiện nay. Dự án bày khẩu hiệu sáng kiến ông thùng điều kiện chậm đợi dịch vụ hành chính công hoặc cần dân giúp bổ thùng tì quái bà làn dân thông nói cần đà đầy UNDP các sở nội vụ tỉnh Hà Giang ký kết phần thiếp thi bướn thiếp mét vì thòng xì linh thòng thiếp thóng dự án mì tàn lành ngân chấp hệt lệ thiết thiếp xiên USD đầy UNDP hứa đầy hiệt rút thiết xả mì tần quáng tần lập huyện Bắc Quáng nầm dần Quảng Nguyên huyện Xì Mần việc tàn ốc của dự án vài tối mã hành trình lòng đầy án số hạ thiết xúc văn thám thiếp mét bướn pét vì thòng xì linh thòng thiếp mét của ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang mở khai quang tối mã hành chính ao thùng chất lượng dịch vụ công tỉnh Hà Giang, còi thường chuyển hóa tăng lại quy trình thao bừa lại lòng chế nhắc bằng thường cần dẫn, các số hồ sơ mát lại giúp các xã
phải cung cấp dịch vụ công qua mạng giúp đỡ hệ thống thông tin, thao bứa thủ tục hành chính tỉnh, còn dịch vụ công quốc gia. Cung ứng dịch vụ công qua mạng, đài tròn giúp tài tí, qua máy tỏ nhân cấp giá kết quả. Nhà lòng lệ, ATM dịch vụ hành chính công rút thốn, bán. Tả lại lòng chia nhát đài tỏ nhân, thao bứa duy tùy một cửa cấp xã, đang hiện giúp nửa mạng. Ao thường trở nghỉ trách nhiệm cô lại ngành, cô cán bộ, công chức đã lúc hết việc. Dùng công nghệ thông tin khảo tốt mọi hành chính và phục vụ cần dân các cơ quan hành chính cấp xã. Có cái dự án này thì người dân sẽ được tiếp cận một cách nhanh hơn. Dự án này, cần dân sẽ chậm đầy men hơn, trình tự hệ lại lòng chia nhất tốt ngày hơn hay cần dân. Việc tả nó hệ cốc quốc sáng kiến này là tối mọi hành trình lòng đầy án số hạt thiết xúc của ủy ban nhân dân tỉnh. Cái sáng kiến này là thực hiện cái tinh thần đổi mới sáng tạo và cải cách hành chính theo đề án số 56 của ủy ban dân tỉnh. Tô làng lớn ốc quy trình thiếp thủ tục, các toàn áo cầm lớn có lại bàn ngành vàng thống, đào tham buôn hàng pi thọ xì linh thọ thiếp thống, đào tham buôn hùa pi thọ xì linh thọ thiếp thám, dự án về khống huyệt sáng kiến, ầu thùng điều kiện chờ bê dịch vụ hành trình công hoặc cần dẫn, xe coi khảo tầm huấn, lần trao ầu thùng năng lực tổ chức tối số giúp lại xài hiệt con, yên chế nhắc lần mở dịch vụ công trực tuyến, hệ vì dèo lần trao hệ dịch vụ công qua mạng bằng cầm kéo, cầm tay, cầm xá. Lại lòng đồ cua, hứa hệ lại việc cốt dự án sẽ đầy lắp rốt xả, đào vần bươn mê nhất, vì lại hạ tầng xa mịt đó, bảo đời cho nghị quốc cần dân tổng nói cần nhàng tắm, tôi lấy lời ăn khẳng quyền đề dự án hứa. Việc triển khai cải cách hành chính, rồi là triển khai các cái... Việc phải khảo tốt mọi hành chính, hệ lại việc bản thân cho tố số, lẽ phải hiện lòng cần các bát điếu. Tài hết, tỉnh là phải mình hạ tầng đáy đưa. Tài thống, trình độ quốc cần dân phải đo đầy lại việc tàn ốc, các điều kiện tăng. Chỉ lòng hẳn, sáng kiến này thao bộ đề thông ăn khẳng hẳn. Tài ết, lè thảo bộ đề việc, lè bà làng phù thùng tì quấy, mùa đồ cua phải chậm đề viên hiệt chế nhất, thảo bùa thủ tục hành chính qua mạng. Tài thống, đề bà làng dân tùng nói cần, tôi nhận lấy ăn khẳng đòi trợ nghỉ trình độ. Bọn khói coi khảo thảo bùa thảo viên hẳn cốt dự án này. Dự án phải khảo huyệt sáng kiến, ao thùng điều kiện chậm đề dịch vụ hành chính công hoặc cần dân phù thùng tì quấy. Bà là dân tộc nói cần, đành nghiên cứu coi khảo chữ ách ca linh quốc tỉnh Hà Giang. Đào Pi Nứng, dự án ướm lê xe áo mà đầy lê ăn quên lớn, các mỹ ý nghĩa. Mà bộ thủ hành chính quốc chính quyền xa đầy nói bấy, khai qua mô hình dịch vụ qua điện thoại, rút lại thôn bán phù thùng ti quấy. Dịch vụ qua điện thoại, đây là nhóm hứa rút thôn bán, xe hứa họ cần dấn thôn rút quay tốt tràn xả, đợi dùng dịch vụ qua mạng. Qua này, người chuyên tố số giúp tàn tham bướng, chính quyền số, kinh tế số, các xã hội số.